Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái ứng dụng nữa là ứng dụng vỗ tay để tìm điện thoại. Tính năng của phần mềm này là chúng ta chỉ cần vỗ tay và tìm được cái chiếc điện thoại. Nếu chúng ta ở quanh nhà hoặc là bừa bộn hoặc là tối ngủ vứt linh tinh thì chúng ta sẽ dùng cái phần mềm này để chúng ta tìm chiếc điện thoại của mình. Sẽ giúp cho những người phụ nữ ẩu thả và mình không chê trách gì nhưng mà người phụ nữ hay quên và những bận việc bận rộn bận rộn quên lại bận rộn thì chúng ta sẽ dùng cái phần mềm này. Chúng ta ghi là class đây, class Bluefit. Đây thì chúng ta ra một cái phần mềm vỗ tay tìm điện thoại. Đây chúng ta nhìn kỹ class Bluefit, chúng ta ấn vào cài đặt này. Chúng ta đợi cài đặt xong nha. Khi chúng ta cài đặt xong thì chúng ta ấn vào mở. Chúng ta đợi cho chiếc điện thoại khởi động xong cái phần mềm và nó hiện ra những cái cho phép này thì chúng ta cứ ấn cho phép thôi. Như cho phép thì nó có dùng như tính năng đó. Đây chúng ta ấn vào Get Sick. Chúng ta vỗ tay 3 cái. Chúng ta ok. Chúng ta không cần vỗ tay. Nó định vị cái tiếng vỗ tay của mình rồi. Mình không cần phải vỗ tay để nó ghi âm mà. Khi trong cái này thì chúng ta ấn vào cái flash này. Cái chữ flash này là để chúng ta khi báo hiệu thì nó có ánh đèn flash lên và viết ra test là để chúng ta có chế độ rung. Dùng khi chúng ta để bàn hoặc là để đâu nó dùng nó kêu chúng ta không biết, hoặc là send fit để chế độ nhận biết thì chúng ta cứ kéo lên cho nó lên 100% cũng được để chúng ta khi làm phát là nó đã bắt được luôn chúng ta để nó báo hiệu luôn chúng ta. Đây là cài đặt chuông này, chúng ta cài đặt những mức chuông chúng ta thích. Đấy, mức chuông là càng to chúng ta càng dễ nhìn và dễ thấy chiếc điện thoại chúng ta. Chúng ta ấn ok. Đấy, khi chúng ta ấn xong rồi thì chúng ta có thể tắt điện thoại và chúng ta thử vỗ tay 3 cái xem sao nhé. Đấy, chúng ta vỗ tay 3 cái, chúng ta rồi chúng ta tắt lại, chúng ta vỗ tay lại này. Này ta nhìn thấy vỗ tay này. Đấy, khi chúng ta vỗ tay là chiếc điện thoại nó lên. Nếu mà các bạn cảm thấy không yên tâm về cái tính năng này thì mình vỗ tay lại cách xa nhé, không không chạm vào màn hình, đúng không? Chúng ta vỗ tay lại 1 2 3. Đấy, thì điện thoại kêu. Đấy, chúng ta làm như thế thì ở cái ứng dụng phần mềm này sẽ giúp chúng ta được rất nhiều việc. Ví dụ như đi xe buýt chúng ta mà có thằng móc túi, cảm giác ấy, bất an phát là chúng ta vỗ tay bộp 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 như này là chiếc điện thoại kêu, đúng không? Đấy, trừ khi nó tắt nguồn thì chúng ta mất kêu thì mất điện thoại rồi. Thôi xin chúc mừng các bạn thành công. Các bạn nhớ subscribe và ấn thích và chia sẻ cái video này cho nhiều người, đặc biệt là phụ nữ nha. Phần mềm này rất hữu ích cho phụ nữ khi làm việc trông con bừa bộn rồi vứt điện thoại đâu không biết thì phần mềm này sẽ giúp phụ nữ rất tốt. Vâng, xin chào các bạn.